chiếc đầm A luôn là thiết kế tôn dáng, che khuyết điểm và vô cùng thoải mái. Với tông màu trắng kem cũng là một tông màu theo phong cách công sở Hàn Quốc, chắc chắn sẽ giúp cho các quý cô trở nên thanh lịch, nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Điểm nhấn của thiết kế này chính là bông hoa 3D được đính kết thủ công 100%, chắc chắn sẽ giúp cho bộ đồ trở nên nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Với thiết kế này cũng cực kỳ phù hợp để cho các quý cô có thể tự tin sải bước đến nơi công sở hay là đi dạo phố cà phê cùng bạn bè. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không mau sở hữu ngay thiết kế này đến từ thương hiệu Melia? Các quý cô có thể đặt hàng theo hai cách. Đặt hàng online sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng và được miễn phí vận chuyển. Còn nếu có thêm thời gian thì xin mời các quý cô qua các showroom của Melia trên toàn quốc để lựa chọn và sở hữu những thiết kế ưng ý nhất. Thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp Melia luôn đồng hành cùng các quý cô trên hành trình chinh phục mọi thành công.